Tình yêu giống như một ly cocktail, nó không làm cho bạn say, nhưng nó làm cho bạn ngất ngây. Ngọc à, tới tuổi này mà chưa lấy chồng, người ta gọi là ế đó. Được rồi, để nói mày nghe, hôm nay tao đi ký hợp đồng với công ty nội thất nổi tiếng. Nghe đồn là có một anh giám đốc đẹp trai, ga lăng, lịch sự, chưa vợ, vui tính nữa. Biết đâu được, cuối năm nay tao ăn đám cưới của mày, rồi tao ẵm luôn cái đầu heo thì sao? Để đó tao lo. Ok. Dạ em mời chị ngồi. Dạ cảm ơn anh. Dạ chị chờ giám đốc em chút xíu nha. Dạ. Trời. Nè. Râu. Trời. À. Ôi trời, sao em ở đây? Ôi sao anh ở đây? Anh làm ở đây mà, giám đốc. Anh... em không ngờ gặp anh đây luôn á. Anh cũng không nghĩ là lúc mà anh học xong á, cái anh đi du học 2 năm, đúng lúc rồi. Mà về là anh mất hết số liên lạc luôn, anh không biết phải liên lạc với em sao luôn á. Khỏe chứ? Dạ, vẫn khỏe. Mà anh có gia đình chưa? Chưa. Chưa luôn. Thiệt? Sao vậy tự nhiên hỏi vậy? Anh chào em á. Thiệt mà. Hả? Lúc anh đi học ở nước ngoài á, anh cứ nghĩ vậy nè suốt. Anh quyết tâm là phải chờ nè. Trở về bằng mọi cách phải tìm nè, nhưng mà tiếc là tìm cũng được. Nè râu nè để nguyên luôn nè, anh sợ em nhận không ra anh á. Anh đi luôn nè. Thiệt mà. Anh vui tính quá. Mà giờ em có chồng rồi. Ok mình nói chuyện khác nha. Dạ. Không nhưng mà hỏi thiệt nha, tại sao tới như bây giờ rồi là anh cũng lớn rồi mà sao chưa lập gia đình vậy? Nói thiệt là trời ơi, đi học về nè, công việc bao nhiêu thứ dồn dập, anh không có thời gian để gặp bạn bè, đừng chứ đừng nói là tìm người yêu. Em nghĩ là anh kén chọn quá thì có. Kén gì mà kén, tại là không có thời gian thiệt á. Là đàn ông mình phải lo cho sự nghiệp đúng không? Có sự nghiệp mới được. Nhưng mà em nghĩ á, một người đàn ông thành đạt thì lúc nào cũng cần có một người phụ nữ bên cạnh. Hợp lý. Vậy để em làm mai cho. Em làm mai? Yeah. Ok, cứ làm mai chồng em cho anh. Giỡn á, giỡn á. Anh này có vui tính hoài. Giỡn á, chứ làm gì hết đồn. Tưởng đâu là ấy rồi. Bậy bạ. Thôi, em sẽ làm mai bạn thân em cho anh nha. Hứa nha. Chắc chắn. Thỏa thuận. Dạ chào anh. Anh chờ có lâu không? Tụi em bị kẹt xe thông cảm nha. Không sao, anh cũng mới tới thôi. Dạ. Giới thiệu với bà, đây là anh Tuấn, đẹp trai, độc thân, vui tính. Giới thiệu với anh, đây là Ngọc, bạn thân của em. Rất là dễ thương, trong sáng, ngây thơ và chưa có một mối tình dắt dai nào hết. Hiện tại đang là cô giáo tiểu học. Từng tuổi này mà chưa có vợ, chắc có vấn đề quá. Không, anh là đàn ông. Anh hiểu luôn hả? Biết chưa? Mà đàn ông giờ không có ga lăng gì hết. Thôi ngồi đi. Mọi người ngồi đi. Hết hồn đúng không? Đúng rồi. Ngồi. Anh thích học tiểu học lắm. Thích cô giáo. Thích hết. Dễ thương quá ha. Em cũng vậy. Cà phê, em muốn nước cam nha. Dạ. Nước cam. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Là mình không phải phục vụ, mình là mới... Kêu vô. Anh ở đâu? Cho một cà phê, một nước cam nha. Anh làm nghề gì? Nói với em đi, đừng nói với anh nữa. Mình mới vừa giới thiệu hai bạn quen biết nhau đó, và mình vẫn còn đứng đây. Đúng rồi, tại sao mới giới thiệu xong mà vẫn còn đứng đây ta? Vậy thì mình cảm thấy mình dư thừa trong cuộc sống được á. Thôi, chúc hai bạn vui. Thôi, vậy thôi. Như bạn vậy nha. Dễ thương thiệt. Hôm nay có người cứ cười tủm tỉm. Rồi hôm nay có người uống cocktail nữa. Mà từ trước tới giờ thì chị đâu có uống cocktail đâu. Có chuyện gì hả? Ngày hôm qua đó là ngày gia đình, cái tự nhiên anh Tuấn anh nói với chị là anh tình nguyện anh sẽ làm ne cho chị suốt đời. Cái gì?
Trời ơi, trời ơi, anh nguyện làm neo chị suốt đời luôn hả? Trời ơi, tôi anh giỏi quá vậy. Cái gì làm neo? Không phải, lúc đầu chị cũng như em vậy đó. Chị tưởng ne là làm neo, nhưng mà không phải. Chị hỏi ảnh thì không có trả lời. Cái chị mới nghĩ là chắc đây là cái thuật ngữ gì trong cái ngành của ảnh này sao đó. Cái chị mới đi hỏi Ngọc Hưng. Rồi sao? Gì vậy? Ne có nghĩa là người ta gọi là đệ tử á. Mà trong cái ngành của ảnh á là thường hay tìm những cái sinh viên lớp dưới á làm đệ tử cho ảnh để mà vẽ đồ án đồ đó. Rồi em hiểu rồi, tức là anh Tuấn nguyện làm ne làm đệ tử cho chị suốt đời đúng không? Phải không? Đi em coi coi. Coi coi. Coi gì vậy? Nè. Đẹp quá. Em chụp cái. Chụp cái gì mà chụp? Chụp một tấm thôi, đi cho lâu cho chụp mà. Đó, ok. Hai. Máy anh bên đây bị sao mà chụp xấu dữ vậy ta? Nói gì vậy hả? Có đâu, đang test máy để ngày mai đi chụp cho khách nè. Là do máy anh chụp xấu á. Ừ. Ê, với lại nó nghe nè. Ngày mai em rước hai con giùm anh nha. Ngày mai anh chụp hình cho khách á, về trễ lắm. Vậy hả? Ừ. Chụp hình đâu? Khách sạn. Cái gì? Anh vô khách sạn chụp hình hả? Thì khách yêu cầu đâu thì chụp ở đó. Mà nhưng mà những gì rồi sao? Người ta như vậy là người ta yêu, người ta mới như vậy, còn không yêu là không có như vậy đâu, hiểu chưa? Ủa mà làm gì mà phải như vậy? Thì tại anh đi làm mà. Nhưng mà làm đâu trong khách sạn? Khách yêu cầu anh đã nói rồi. Còn nếu như mà em sợ nữa đó, anh sẽ nói chỗ làm cho em biết, được chưa? Đúng rồi đó, em chờ cái đó đó. Kiểm tra điện thoại đi, anh nhắn tin nãy giờ rồi đó. Ủa có luôn hả? Chụp tấm nè. Mình như vậy được, phải luôn tôn trọng phương châm sống của mình. Ai cũng có thể làm mất mặt Hân, nhưng Hân không thể làm mất mặt Hân được. Nhưng mà đôi lúc mình phải tự làm mất mặt mình để biết được mặt của người khác.